đồ Âu. À. Wow. Ông nào không ăn được cay ấy, thì ngày xưa tôi khuyên là đừng mua. Nhưng mà bây giờ như này, mua càng phải mua, bởi vì mua để cho cái ông ăn được cay nó về nó ăn xong nó kể lại cho mà nghe. Nghe chưa? Chất lượng. Ai cũng phải đưa cái hoa quả lên sản phẩm bạn thử, chứ không thể nào mà để nó chín thối nó rụng như này được anh em, nó quý. Đây là món nhím rừng nhá, của bà con đồng bào đấy, rất là ngon. Này tối nay anh em mình đã phải say rồi đấy, say là đúng rồi, gặp anh luôn đấy. Đấy, anh muốn là để cho chú cầm chú mua gặm này, đúng bọt. Anh thà anh nướng kiểu gì mà nó vẫn giữ được nước nhỉ? Hay là nướng bằng than hoa đấy em. Tôi nhìn thấy là tôi đã thấy cũng có muốn nuốt nước bọt rồi đấy anh em ạ. À. Này mời anh em nhé. Đây. Xuất khẩu nhiều nhất Việt Nam luôn đấy. Chất lượng Arabica đây là số 1 đấy của Việt Nam luôn đấy. Đây, cà phê. Năm nay thì cà phê nó mất mùa nên thành nó không được sai như mọi năm. Nhưng mà vừa vào đây thấy cái mận này. Đây gọi là mận gì anh? Mận hậu, đây thì mận hậu rồi. À, mận hậu này. Đấy, còn lúc nãy cây mận giờ mận tam hoa. Mận này chưa chín đúng không? Mận chưa chín, nhưng mà đấy, nhìn phấn này, quả quả tươi là nó vẻ đây, nó vẻ phấn nhiều. Năm nay được bà con mất mùa, hạn hán mưa đá rồi sương muối cũng nhiều. Đấy, nên là nhìn cây cà phê nhìn đây, chưa có nhiều mấy. Đúng rồi. Chưa nhiều anh em cứ bảo là Tây Nguyên cái cà phê không phải đâu. Ở trên này cũng nhiều. Sơn La cũng là thủ phủ đấy. Đấy. Mận ở đây thì cũng được đánh giá là một khu vực mận rất là ngon đấy. Nó chỉ Phương Tam vào chục km về hướng đi Điện Biên. Đấy. Đúng rồi. Khi mà lên đến Sơn La là anh em nhớ là ở đây là có kim của anh em đi sống với bác này. Đấy. Đội chú anh này. Mận mình quả to đấy. Mận mới đấy, mận mới đấy. Bông giống mới. Mới đấy. Chào Đông nhá. Chào anh. Chủ vườn. À. Mận anh quả to nhỉ. Chào nhá. Năm nay thế nào, mận có được không? Năm nay thì nó đang đầu mùa. Cây này em hái bao nhiêu luôn ấy. Nó đang đầu mùa. Nó chưa được chín lắm, cây năm ngoái quả to nha. Vâng, nó đang đầu mùa anh ạ, nó chưa ấy, chỉ có đã đác những quả nào nó ưng ưng thôi, còn bây giờ nó chín hẳn nó chưa có hẳn. Ờ, có nghĩa là mình ăn thì phải chọn quả nào chín ăn thôi, đúng rồi. Đang là đầu mùa chứ nếu mà tầm tháng nữa thì dưa trồng chỗ này này. Dưa. Rồi có cả thích không? Cái này bao lâu nữa thì nó mới chín đấy. Anh Hải ơi, mình mời quả to chưa này? Rồi. Rồi. Chín luôn đấy. Đấy. Nhưng mà cái này đã ăn được chưa anh? Ăn được rồi. Ăn được rồi. Nhưng mà mình ăn luôn được không? Được quá, thoải mái. Mọi người đang hỏi là mận có phun thuốc không nhỉ? Dạ. Ôi bây giờ thì không phun đâu. Hồi nhỏ nó ra hoa thì mới phun thôi. Mời anh em nhá. Đỏ Âu. Nó chưa chín. Thôi. Nó chưa chín. Nhưng mà giòn đấy nhỉ. Mận đây số 1 mà em. Nó không mềm. Mận ở đây là nó có chia ra mận đồi với cả mận vườn không? À, khu này vẫn ra là gọi là mận đồi anh ạ.
lấy cái ép về đấy nhỉ, để cái ép về để cho nó phong độ một tí nhỉ. Vào đấy hợp lý không? Em thấy vào đấy hợp lý không à Hải? Vừa sạch sẽ vườn rất là. Đây này. Vừa cái chùm này ăn đã. Ui giời ơi, đấy. Nó mập. Đấy, quả mận nói hôm qua bảo bằng cái đít cốc cái có sai đâu. Ừ, đó. Ừ. Nếu mọi người mà muốn lên Sơn La, muốn đi vườn mận thì cứ liên lạc với Hải. Rồi qua Hưng là sẽ giảm giá 5% nhá. Cây này mất mùa. Tam hoa. Tam hoa. Tam hoa nó chín hết rồi. Đấy. Vườn mận. Kiểm tra chó nhá. Anh chị có cái farm đẹp nhỉ? Đây có vườn rau nó nhỏ. Đây vào cái này cho giống giống đi vườn đi anh. À, đi giống như người dân đi nương ấy. Mà mận bây giờ thì nó không được sai quả, nó không được chín quả thôi bây giờ nó mà. Đang đầu mùa ấy ạ. Không đầu mùa. Nhưng mà quả này em ăn ngọt mà. Năm ngoái vào cái vải cái còn chín rồi. Vải nhiều. Đúng rồi. Đấy. Ở Sơn La là xuất hiện phở rất là tốt, không thu kém gì tỏi Lý Sơn đâu. Trồng để ăn đây mà trồng trồng để vui trong vườn luôn đấy. Tỏi này tỏi ta tỏi thơm lắm. Vâng. Ôi, sao này bạn lại tuyệt vời nha. Đấy. Nuôi ngan, nuôi gà, nuôi vịt. Ở đây là mình là người người Thái đen. Vâng. Rồi. Thái đen thì hay có cái nếp nhà sàn như này. Đây các bạn nhìn đây này. Các bạn người Thái đen là hay có cái bảo cái mua cho mọi người xem. Tàng cẩu này. Đấy. Kể cả ở trên này nhá. Vợ rất xinh. Mọi người có bán mua bảo hiểm cũng phải thiết kế đặc biệt. Có một cái chóp lên để như này. Đây là được không? Cái để phân biệt người Thái đen đấy. Không người Thái đen người Thái trắng này. Ngày nào mà như em không có cẩu trên là ế. Rất là phong phú, đa dạng đấy. Đấy. Ai mà lấy quả này siêu này. Các anh chị trèo đến hái. Ơi nhà. Ủa. Trời, hai quả. Vĩ đại nhỉ. Lợn này ô nhiễm nên phải trồng xa dân dân cư một tí. Đấy, anh em thấy không? Đúng hai quả chưa? Đỏ ao. Em ăn thấy ngọt lắm nhá. Thật em ăn của mận hậu vừa nãy ngọt hơn ngọt. Năm là đỏ chót là ngon. Bây giờ nó cũng kiểu nó chưa anh đấy. Đang đầu mùa. Đang đầu mùa. Quả đầu mùa. Đây, có trên đưa nào? Còn đâu? Nương thì trên còn nhưng mà lên trên đồi thì không lên được quá, ở đây được quá. Không? Ừ. Lấy cho anh cái thang. Không quay đâu. Cái quả này ăn nó không chua đâu mà. Mà nó chưa ngọt mà. Ngọt lắm. Anh phải lấy thằng chéo của anh về đi. Có thằng chéo ấy đi ra lấy lâu đâu. Có. Đây rồi. Đây này. Quả này cái này mới chín em này. Đây. Này còn xanh. Anh nhầm hai màu khác nhau một phần. Hạn hán mưa đá. Mấy hôm mấy bữa nữa các bác mà lên thì nó chín hẳn. Ui giời. Quả nhìn như quả đào kìa. Mà em đảm bảo anh ăn ngọt. À em trèo đi em. Em khoác này em trèo mà em bật. Không anh đi mà trèo đi. Tự bắt. Cái này gọi là cái gì? Ép để hái mà. Bé, để em để em làm cho chắc chắn. Thu là người người Thái Bình. Lên ở vùng sâu. Sâu okay. Được chưa? Ok chưa? Ok. Treo thoải mái đi hả đồng chí? Đừng để nó gục xuống nhá. Anh ơi cái quả kia kìa. Đây. Đấy quả đấy to anh ạ. À, em nhìn quả mận này.
Quả này chắc là mười mấy quả cân. Nhà mình thì nó rơi vào tầm gần gần tấn ấy. Nó chỉ không xước quả thôi nhưng mà nó rụng. Khi hạt xuống dưới đáy nó rơi vào quả mình ấy. Là bắt đầu nó rụng. Nhiều khi là thiên tai bất thình lình cái chuyện là mưa đá bỏ. Tôi ra vườn là phải làm tí lọ chẩm chéo pha. Xem mà người Thái ở đây ăn chẩm chéo của mình xong phát biểu cho mình xin ý kiến nhá. Xem là chẩm chéo của mình có ngon không nhá. Chẩm chéo anh là nghe nổi tiếng lắm rồi. Nó một Việt Nam cũng muốn thử rồi. Đây. Anh em nào mua thì cứ 100.000 một lọ nhá. 100k một lọ chẩm chéo Sapa TV. Đấy. Chấm mọi thứ đấy, kể cả chấm cả thế giới luôn. Thế giới luôn đấy. Ừ. Anh ơi, có cái gì? Đấy, gần cái đấy. Rồi, thế thôi. Mở ra cho nó thơm đấy. Mở ra thơm không? Đây, quy trình mà làm thơm không? Thơm, tỏi. Nói đến món chẩm chéo thì như các bạn biết là người Thái là. Được chưa? Ê, nhiều thêm mà, thêm nhiều mà. Thêm đi. Nhiều ạ. Thêm đi. Nữa đi. Nữa à? Nữa đi người đẹp. Rồi, ok. Tuyệt vời. Này. Không thể cưỡng được. Nào. Chế đi. Ừ. Thế nào thử quả xanh ngon. Ừ. Ừ. Bạn đã ngon rồi, chẩm chéo ngon rồi. Ừ. Hôm nay có cơ hội được thử món chẩm chéo của anh Hải. À, đây là một người Thái. Đấy là bởi vì người Thái thì ai cũng biết làm chẩm chéo nhưng mà các bạn để xem là bạn này bạn ấy. Ăn này phải ăn nhiều nó mới ngậy. Ngậy. Ngon. Ngon thế. Ngon đấy. Ăn được cay không? Ngon lắm. Đây chấm thịt gà này, chấm các quả rất là ngon. Chẩm chéo này có thể chấm hoa quả, chấm gà, chấm cá, chấm măng, chấm rau củ quả, đủ thứ luôn. Tuyệt thế. Đi du lịch cầm theo một cái hộp này đi. Cầm hộp này nhá, xong em pha một ít nước này. Chấm đủ thứ. Sau đó em lại em làm với cả gà ấy. Xong rồi cho lên nướng ấy. Ừ. Rồi. Ngon đấy. Đây nhá cả nhà nhá. Ừ. Chẩm chéo Sapa TV này, 100k một hộp này. Chấm cả thế giới nhá. Wow. Đây là nguyên liệu là gồm hạt dổi mắc khén này, xong rồi quế hoa hồi thảo quả. Ăn này đặc biệt cay cay bắt đầu ớt đoàn, toát mồ hôi. Tỏi Lý Sơn. Thơm lắm. Thơm. Tỏi này thơm. Tỏi mới cả ớt này đã được nướng rồi đấy. Nướng thơm đấy. Đây là quy trình làm rất là vất vả của người đồng bào. Đây là ngày sản xuất mọi thứ là đều in bằng máy móc là chìm hết luôn này. Anh em thấy không? 30/4/2024 này là lô đến lô mới sản xuất. Wow. Sướng không? Đâu rồi? Cái lép của anh ấy đâu rồi? Wow. Này. Ăn này nó phải cay như này mới ngon. Ngon. Này, wow. Anh hái được. Em hái cho. Đúng là dân kiểu chuyên nghiệp hái nhanh em. Quả nào ra quả đấy. Quả. Cái này có mấy cái thớt đấy. Ở đâu? Đi. Đây. Anh em nhìn nhá. Còn nguyên ấy luôn này, chấm chẩm chéo này. Đấy. Wow. Wow. Ngon. Thế thế cay cay. À. Mình ăn mình còn cay toát cả mồ hôi ra. Không nhưng mà ăn phải cay nó mới. Cay nó mới chuẩn bài. Em chẩm chéo mà không cay lại cũng đúng, chẩm chéo. Chẩm chéo là phải cay nhỉ. Đúng rồi. Ừ. Ớt phải nướng cơ. Đây này, giờ này nó mới nở, nó mới chuẩn này, nhưng hôm nãy nó chưa nở lắm. Cái gì nở anh? Cái chẩm chéo này. Chẩm chéo là nó phải ngâm một chút. Phải ngâm vào tầm 10 phút. Dạ. Nó mới tiết hết ra những cái gia vị như hạt dổi mắc khén. Đây để chấm xoài non đâu, xoài non đâu. Chấm xoài non ngon. Đây nhiều xoài chưa? Rất đa dạng. Đây, bây giờ mời Ia Cờ Hưng này. Đây. Để nguyên quả này nha anh em nhá. Wow.
Đấy, nó khi nào mà chẩm chén nó phải sánh như này này. Mình đứng cạnh bên cạnh đòn nước này. Bọt. Đây hai vợ chồng nào. Wow. Mời cả nhà nhá. Ngon giòn. Đấy. Nào. Con chồng quay về với chồng cháu. Đây là hai vợ chồng ông bà chủ nhà hàng Đồi Châu ở thành phố Sơn La. Đấy. Wow. Đấy, chấm nó phải sâu chút nè. Đấy, đấy anh đi em chấm như này các bác có nhìn thấy. Đây, nhìn nha. Đấy. Rồi, xích vào đây. Ok đấy. Mai cho ông Hưng đi review ẩm thực của nhà đấy. À, hai vợ chồng ăn đây. Anh phải kiếm quả nó ngon. Wow. Ui đằng này nhiều xoài lắm này. Ăn này cái liếm mép là thấy ngon rồi. Nha. À. Đây anh em à. Xoài ở đây à. Cho em mượn cái này đấy. Tê cái này à. Em gái ra đây mà. Ra đây. Em bỏ cái mũ của em đi. Để lấy đúng cái đầu. Cô ra đây anh mời cô quả này. Để cô thấy là chẩm chéo là khi mà về tay Sao TV là khác hoàn toàn rồi. Đây. Em ăn á? Đúng rồi. Đấy. Ngập mồm mà chứ. Ok không? Chất ngon. Xoài ngon nhưng phải có muối chấm ngon. Đấy. Thì nó mới được. Nên là tại sao mà mỗi một tháng là bán mấy trăm nghìn lọ, mọi người hiểu lý do tại sao? Nó là chất lượng. Chất mà lượng. Ở trên thị trường rất nhiều những cái đơn vị làm giả của Hải. Có nghĩa là chẩm chéo thì rất nhiều cách làm. Nhưng cái vấn đề người ta lấy cái bao bì, cái mẫu mã của mình xong người ta làm ấy. Lấy thương hiệu của mình đi bán là mình đấy gọi là làm giả đấy anh em ạ. Còn đây này là gọi là một cái công thức là đặc biệt rồi. Ừ. Trong này nó đòi hỏi là nhiều những cái cô phải hương vị. Cô bảo ăn cho anh cái quả này nhá. Anh chị mà lên. Đây. Đây. Mời anh em nhá. Hôm nay đầu tháng ấy, cuối tháng là ta nhìn thấy con gâu gâu rồi. Ba cháy luôn. Năm ngoái ở chỗ này có một cây rất sai nhá. Chết à? Đây anh. Đây này. Ừ. Một cây đúng một quả. Đúng cây này luôn. Ngon quá. Ủa cái này sai đấy. Ủa toát mồ hôi rồi. ăn thẩm chéo mà không toát mồ hôi thì nó không gọi là ăn thẩm chéo rồi. Wow. Bạn ơi. Nè. Nói thật nhiều người đã được ăn mận thế nhưng mà cũng chưa biết cây mận nó là như thế nào. Đúng rồi. Đấy. Mận thì được các bà con trồng rất là sạch sẽ. Đây nhìn này, cả từ đất trồng cho đến khu vực ra quả mận rất là sạch. Đảm bảo. Ôi, đằng này có cây mận gì mà nhìn nó buồn cười thế này nhỉ? À mận cơm à? Cơm. Cơm này chắc cơm nếp rồi. Chín lắm rồi em ơi. Ôi ngon lừ luôn. Cuối vụ à? Anh mà lên tầm cách đây tầm 10 ngày là còn đang rộ. À. Cái này bỏ thôi. Cái này rụng ngọt lắm. Rụng bỏ rồi. Ừ. Anh em nhỉ, phí nhỉ. Bỏ không vặt nữa rồi. Quả này mà vặt mang đi biếu ở Hà Nội thì không đi được rồi. Ừ. Nó chín quá. Chín quá rồi. À. Wow. Nói chung là gì vẫn cứ phải ăn. Ôi cả cây trong kia mới nhiều kìa anh kìa. Ủa, cái mận này quả to đấy. Tí rồi á. Ừ. Mận này à, quả to nha. Ngon. Ừ. Ui, cái quả này. Ngon. Xem mận cái đĩa chẩm chéo nha. Ừ. Wow. Các ông nhìn tôi này nha. Tôi ăn chẩm chéo mà mồ hôi vã như tắm mà các ông phải đủ hiểu là nó cay như nào nha các ông. Ông nào mà không ăn được cay thì đừng có mua. Cay nhưng mà lại muốn ăn thêm. Đúng rồi. Anh nào mà không ăn được cay thì mua về cho người ăn được cay, người ta ăn người ta kể lại cho. À câu này hay này. Câu này là mình phải học anh Hưng câu này. Đấy. Ông nào không ăn được cay ấy, thì ngày xưa tôi khuyên là đừng mua. Nhưng bây giờ như này. Mua. Ông nào mà không ăn được cay thì nên mua. Càng phải mua, bởi vì mua để cho cái ông ăn được cay nó về nó ăn xong nó kể lại cho mà nghe. Đấy nhá. Chất lượng. Wow. Thứ ăn. Đầu năm mà có mưa thì quả sẽ đẹp hơn. Nào. Em ơi em nghe điện thoại cho anh. Em vẫn ăn. Ngon quá. Chắc là anh em nó mang
cầy mang ba ba đến nhà đúng đấy rồi. Dao cầy à? Em ấy đi để nhập hàng về để trông về còn làm cơm cho nó kịp để anh em về còn dùng bữa. Hôm nay là sẽ gửi anh em đến một số những món ăn đặc sắc ở nhà hàng của anh Hưng nhé. Nghe ăn nhiều quá, ngon. Ăn cái giống này chấm chẩm chéo nó cuốn lắm. Nó cuốn. Wow. Anh nè. Ơi, tí nó mang cái này về tối nay mình về cho cái chẩm chéo này chấm gà nhá. Ok. Cái này thì chấm gà, chấm thú rừng cũng được mà. Ừ. Chấm cả thế giới rồi. Đó. Thực ra như nào? Sắp tới tôi muốn chia sẻ với anh em một chút là tôi có kế hoạch là sẽ giúp đỡ bà con nông dân giống như kiểu là cô bé này. Em tên là gì? Em tên là Tình ạ. Em có muốn đưa những cái hoa quả của em lên sàn thương mại điện tử, chẳng hạn như là mỗi buổi hàng ngày mà khi quả nó chín như này đấy, em muốn là đưa nó lên sàn thương mại điện tử để cho mọi người biết, mà người mua em gửi cho người ta. Em ship về tận nhà làm được việc đấy không? Em rất là muốn anh ạ. Thế bây giờ anh nhà nha. Có cơ hội là các anh để giúp đỡ những người nông dân như bọn em để bán hàng nông sản. Thế bây giờ hôm nào anh sẽ mở một cái lớp hướng dẫn bà con nông dân ở đây xây kênh để làm sao đưa được những quả mận, quả cà phê, quả xoài rồi vân vân và mây mây lên sàn thương mại thử. Hôm đấy thì có cái gì đi đăng ký nhá. Anh nhưng mà anh là anh chỉ dạy miễn phí thôi, không thu tiền của các em. Em anh em nếu anh em nào mà người anh là đi hướng dẫn cho những người nông dân như bọn em để đưa những quả toàn bộ hôm nay là mình dễ tiêu thụ hơn. Mình cũng có một số học trò, lát em mai mình đi qua chia sẻ cho anh em là các bạn ấy làm rất là tốt rồi, nhưng bây giờ anh không muốn là dừng lại ở một số người nữa. Ai cũng phải đưa cái hoa quả lên sàn thương mại thử chứ không thể nào mà để nó chín thối nó rụng như này được anh. Đó. Em nó phí mà người ăn này không mua được. Đúng rồi, người ta không mua được. Đúng rồi, người thích ăn thì lại không mua được mà người. Khi mà hàng đã ở chợ nó không ngon nữa. Đây này. Ở đấy người ta bứt. Được. Vì cô nói như thế là anh sẽ cố gắng làm sao mà nghiên cứu. Mình sẽ kết hợp với cả hội nông dân của các tỉnh, sau đó mở ra những khóa. Bởi vì làm sao? Chỉ có như thế thôi thì mới giúp được bà con đưa những cái hàng này lên sàn thương mại điện tử được. Đến tận tay người tiêu dùng. Đây là mận này em bán là bao tiền một cân? Tại bây giờ thì nó cuối mùa, như bé này thì đang là 10.000 cân. Thế mận như này? Mận này thì đang tại vườn là 30.000 này ạ. Đấy. Nhưng mà đầu bạn mùa quả đẹp. Đây đằng này nữa này. Wow. Anh em này là lê này. Thấy không? Đúng rồi. Ở đây các bạn là trồng rất nhiều các loại hoa quả khác nhau. Mốc cái gì nhỉ? Mắc cọp à? Mắc cọp. Đấy. Rất nhiều những loại hoa quả khác nhau. Nên là làm sao mà mình có được cái quả nào mình đưa được nó lên sàn là chuẩn nhất, anh nhận không? Đúng rồi. Em sẽ cố gắng vào đấy. Quả này sẽ bị vợ chửi đấy. Là ăn cơm nhà bác chú vàng tổng, nhưng mình phải cố gắng anh ạ. Không, giúp được người là tốt mà anh. Vui mà. Giúp người, giúp đời. Nhiều người tốt cho anh. Rồi đi. Tí là quả mận này. Hái được nhiều chưa anh? Đẩy em một này. Những quả mận đi đến thăm anh em ở Hà Nội, các chỗ mà liếu mấy cân là quý. Tôi thề với các ông nhé. Để xem nào mà chéo bao nhiêu tí nhỉ. Đây. Chấm anh chấm thử xem, tuyệt vời luôn. Chấm sâu vào. Đỉnh của chóp luôn. Wow. Ăn được cay không? Thấy khác cái mọi cái loại chấm của nhà mình chưa? Này cũng giống như quảng cáo nhỉ, ngon. Giống như quảng cáo là ok đấy. Nhiều người không biết ăn đấy, nhưng mà nếu mà là người Thái thì chắc chắn là sẽ biết ăn món chẩm chéo này, bởi vì nhưng mà kể cả món chẩm chéo em ăn cay tóc cầm mồ hôi em vẫn cứ thích ăn. Mồ hôi ra rồi này người... ăn cái này là không phải đi tập thể hình nữa. Đúng rồi. Mồ hôi ra còn hơn đi tập thể hình nha. Tuyệt vời. Rồi em đang bảo là hướng dẫn vợ chồng anh cũng như là tất cả các bà con nông dân ở đây nào mở một khóa ra. Thực ra cái này làm nội dung nó rất là dễ thôi. Mình đầu tiên là mình chăm sóc cái cây mận này như thế nào để cho nó ra quả. Đấy, xong rồi mình cắt tỉa ra làm sao, mình thu hoạch như nào cho nó đúng cách. Rồi vân vân và mây mây thì bà con đã chia sẻ những kỹ năng của bà con. Đấy. Rồi nhiều khi là cái kỹ năng của mình nó ở mức độ giới hạn, nhưng khi mình up lên mạng sẽ được nhiều những chuyên gia. Đúng rồi. Đấy, họ góp ý xây dựng thì cái chất lượng quả của mình là tốt hơn. Chẳng hạn như là phải tỉa như nào rồi hoa như nào,
tránh những cái thiên tai như nào, đúng không anh em? Đấy là ý tưởng của tôi như thế. Hay. À. Nghe hợp lý. À. Vậy đi, anh em mình đi về cân quả đi, xong rồi để đi về nhà hàng anh về nhà Đồ Châu để còn làm cơm. Đấy. Rồi, đã nhá. Nó sai này. Đây là một người nông dân đích thực. À. Cuối tháng đúng rồi, đây đây đây. Năm ngoái mình ăn cả vải mà. À vải này. Ừ, nhưng mà nhà này là không 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 chuyên, mỗi thứ một ít. À. Nhưng mà trang trại nhà mình là bao nhiêu hecta? Một ha à? À, một ha là cũng nhiều rồi. Ừ. Đi núi nào vào đây đây à? Vào nương thế này là sạch lắm rồi. Đây là những cái farm, những cái trang trại mà có đầy đủ các yếu tố để xây một cái kênh YouTube, Facebook, TikTok. Ê, lấy cái bóng cho anh. Để là rất là chuẩn để làm nội dung ấy. Có nuôi gà, nuôi vịt, có cây nọ, cây kia, rất là tuyệt vời. Nhưng anh lên ở chỗ này nó có một cái ao ở đâu nhá. Ao rộng lắm. Ừ. Năm nay hạn hán, để tặng hai vợ chồng quả lọ thẩm chéo nhá. Ôi ngon thế, cảm ơn nhá. Nhớ khi nào mà mở khóa học đào tạo miễn phí thì sắp xếp thời gian đi học nhá. Đừng để nó. Không, này bán tốt đấy, bán trực tiếp cho người dân mà. Đấy. Ok, cảm ơn nhá. Đấy. Nó cũng ăn hay thì khi nào có khách thì cứ mời em chơi. À, ok em, thật vời đấy. Khi nào vải chín em lại lên. Vâng. Nhà anh này cây vải này rất ngon, vải năm ngoái ăn nhiều mà. Lúc đấy cũng chê nó chín rượu rồi, thả thoải mái mà. Năm ngoái còn có cả dưa chuột rồi các thứ. Năm ngoái cái đây là trồng dưa chuột này. À. Năm ngoái em hái dưa chuột ở đây này. Đấy, dưa chuột rồi cà cái các kiểu. Năm ngoái là có mấy anh em Hải Phòng. À, nhìn đã chưa? Này mà nó to nhỉ. Cái này nó à, chào hai vợ chồng đi, bye bye nhá. Chào okay. Giờ thì xin phép em di chuyển về nhà hàng Đồi Châu để chúng ta cùng dùng thưởng thức những món ngon, món đặc sản ở Lạng Sơn nhé các bạn nhé. Ừ, Sơn La. À nhầm, Sơn La. Hai vừa từ Điện Biên về các bạn ạ, và sáng ngày thì mình dính nước dày mưa nên là bây giờ là giọng nó khàn hết luôn rồi. Vậy là hôm nay là vui quá vì như các bạn biết ý, thì kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đấy, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, nên là anh em có hơi quá chén nên giọng hơi méo. Và hôm nay thì mình dừng ở đây để ăn tối ở nhà hàng Đồi Châu. Đây là một trong những nhà hàng của anh ông anh của mình, cũng có rất nhiều những cái món ngon. Thì giờ mời các bạn vào trong để cùng anh em mình nhé. Đây là giới thiệu cả nhà là anh Hưng, chủ nhà hàng. Đồ ăn của em chuẩn bị xong chưa? Anh xong hết rồi em. Ok. Sáng mai vẫn bán phở chứ? Ok, sáng mai vẫn bán phở bình thường. Sáng mai ra ăn phở ủng hộ anh. Okay. Đi, mình. Ở đây phòng phân ra rất hay nhỉ? Mai Sơn, Mộc Châu. Đây mình là thành phố. Phòng thành phố. U. U. Anh em ơi, đây giống nhiều như là một cái đại tiệc các món ngon ở đây rồi. Đây là cái đùi của con lợn còi. Lợn cắp nách. Cắp nách. Đấy. Đỉnh cao luôn, măng này. Dạ. Cái này là măng vầu. Măng vầu. Măng vầu. Măng trúc. Trúc hay vầu? Sao cái này anh không thái ra, cái này là món gì đây? Chưa, nhím. Anh để đấy. À, có cả nhím luôn. Cái con cây này. À, có cả cây á? Cây chứ. Đâu? Có cả nhím cả cây luôn anh em ạ. Đúng là anh Hưng bây giờ vẫn là hội trưởng hội đầu bếp của tỉnh. Ủa, này đây anh em ạ. À, nhìn hấp dẫn chưa? Nhìn trông ngon nhỉ. Đấy, và là bên này thì có ba ba suối đấy. Hôm nay cũng mấy anh em trong kia họ mang ra một con. À, thế còn món này món gì đây? Đây là canh của xương của con nhím. À, canh xương nhím. Đây. Ok. Đây là món nhím rừng nhá. Của bà con đồng bào đấy. Rất là ngon. Rất tự nhiên, rất là thơm lắm. Ngậy lắm này. Nhìn nó thấy hấp dẫn rồi. Ừ. Đây. Đấy, anh là phải đấy, chờ mình ra là mới thái các bạn. Này nó mới nóng rồi. Rất nhỉ? Ngon. Rất ngậy.
Anh Huy là làm đầu bếp bao năm rồi nhỉ? Anh cũng có thâm niên trên 20 năm rồi. Trên 20 năm rồi đầu bếp. 20 năm. Nói chung là về đồ thú rừng, đồ dân tộc là anh. Sáng nhà mình vẫn bán phở. Anh vẫn bắt phở bình thường. Trưa thì là bán. Đúng rồi. Bán cơm, bán đồ nhậu. Ngon ngậy lắm đấy. Hôm nay là anh em là anh Hưng là cũng cùng mình từ Điện Biên về mà anh em phải phi biệt trước để anh em chuẩn bị các bạn. Chuẩn bị những món ngon nhất cho anh em. Hôm nay là anh em có hẹn nhau đu đưa ở trên đấy nhưng mà trời nó mưa quá. Mưa quá không ở lại được. Hai nữa là trời nó chật chội. Các anh em lực lượng lên đông. Hôm qua em ngủ nhà dân đấy. Thế à? May rồi em, nhưng mà ở đây người dân này thân thiện rồi. Họ ra mời mình vào ở cùng luôn. Hôm qua em bảo với anh là em ở ấy. Em ở đây em đưa cho anh cái kia để anh thay tiếp. Đây là bà chủ nha anh em nhé. Đây là rồi rồi của cây. Đây là món rồi nhé. Rồi cầy. Hàng mà không phải là hàng tươi thì không bao giờ có rồi. Đúng rồi, chính xác. Hàng này siêu ngon, siêu thơm, ngậy siêu lắm. Mùi. Ngậy. Chuẩn bị cái món này có mất nhiều thời gian không anh? Nói chung là cũng mất vào tầm khoảng độ tiếng đồng hồ. Thế là ai mà muốn ăn cái này nên alo cho anh trước. Đúng rồi, trước một tiếng. Tiếng thì anh chuẩn bị. Số điện thoại đặt ăn là bao nhiêu nhỉ? 09645 22333 0946451133. Hai số à? Hai số. Đấy. Em đưa nốt cái kia để anh thấy hết ra đi. Đấy, đưa được cả cái đấy đây. Đấy. Đây. Anh à. Lợn là cắp nách nhá. Em không rơi. Đấy, để xếp vào luôn. Không thoải mái mà. Này là đúng là đùi cắp nách luôn đấy. Này, anh muốn là để cho chú cầm chú gặm. Gặm này. Ôi, ngại lắm. Nó đúng bọt. Đúng ngon đấy ạ. Đấy. Lại chưa? Hái ra là đẹp nhất. Đấy, hái tặng to thế. Đấy. Ủ. Ngon lắm. Giữ sang cái bàn. Đây, đây, để luôn gặm đúng không? Sơn La là tháng nào là cao điểm nhất là du lịch ấy? Cao điểm nhất là du lịch thì vào tháng 9, tháng 10. Đấy. Mùa xe lạnh, bắt đầu mùa hoa nhiều. Vâng, người ta sẽ đi chụp ảnh. Cũng như mùa này chuẩn bị nó có lễ hội mận này. Ở trên này thì bây giờ nó có nhiều lễ hội lắm, lễ hội mận, lễ hội cà phê. Lễ hội hoa Sơn Tra, rồi nói chung là rất là nhiều lễ hội. Lễ hội hoa Tà Mèo luôn. Đấy, Sơn Tra đấy. Rất ngon, giòn tan. Cái lợi cắp nách này nhà mình lúc nào cũng có luôn. Cái này anh có một số bà con đồng bào ở trong là họ toàn thả rông thôi. Vâng. Ở trên đồi đấy, hàng chạy bộ đấy. Nói chung ăn hàng này là ngon hàng rừng, bởi nó có nửa nạc nửa mỡ. Nạc. Hàng này là chuẩn luôn. Nó thơm, nó ngọt lắm. Đấy. Con này nó rơi khoảng 30 cân. Con này nó vào tầm 25 cân. Lợn cắp nách thì cũng không có hẳn to. Ngọt lắm em thấy bánh. Ngọt lừ luôn. Tí này lại ra thử miếng ngọt. Mời bà chủ đi. Thôi có gia đình thì mình có mấy người, có 3 người thôi. Ngon đấy. Thơm. Nên là như chiến ít hò. Ngon. Quá ngon luôn đấy. Thơm anh nhỉ? Thơm. Thơm. Là hàng thui. Thui thơm. Thui thơm. 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 Đừng luôn. Ok. Quá đừng luôn. Siêu ngon. Còn gà cái xé nhá, gà chốc, gà chốc xé đi. Ừ, đưa đây. Tiên Phật thì tiên lên Tây Thiên. Đây, đây là nhím, nướng tả. Nhím, nướng tả.
thái thái con này là thái cột cờ, ăn nó mới ngọt. Đấy, nước ra. Anh Thái anh nướng kiểu gì mà nó vẫn giữ được nước nhỉ? Hay đấy. Nướng bằng than hoa đấy em. Dạ. Rất cầu kỳ đấy, nướng này phải đúng nhiệt. Hội đầu bếp tỉnh Sơn La. Nếu mà không biết nướng là nó sẽ bị khô. Dạ vâng. Ăn nó sẽ không được ngon ngọt nữa. Cho dù có thể là con nhím ngon mà không biết chế biến nó sẽ không ngon. Nhìn này, lớp mỡ của nó lại thơm lắm. Thơm lắm anh em ạ. Tôi nhìn thấy là tôi đã thấy còn muốn nuốt nước bọt rồi anh em ạ. Này, mời anh em nhé. Nó ngọt. Từ đó mỗi người làm nhớ ngập bồ. Ngọt. Quá ngon. Rượu à? Như bạn biết này, ở đây là có khi các bạn vào phòng VIP này là có rất nhiều những cái rượu vang các kiểu, và thôi anh em tôi là lựa chọn quả rượu rượu lá chuối, rượu của nhà đấy, riêng lên đây mà cứ lên Tây Bắc là cứ phải uống rượu men lá. Đấy, gà thì anh em xé ra đấy, chuẩn chéo là anh pha sẵn đây rồi đấy. Toàn thì rượu cay cay vị cay cay sang đến về đến Tây Bắc anh em biết rồi, ở Sơn La thì có rất nhiều những món ngon nhé, như cá nhảy này rồi tôm nhảy này đấy. À mà xin phép mời hai vợ chồng rồi, chúc nhà hàng luôn luôn đông khách nhé. Rồi anh cảm ơn rất nhiều các em. Wow, rồi rượu gì đây? Men lá rất men ngon. Chúng uống đây sớm chưa? Rồi, cảm ơn bác. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Đây là món cầy hấp đấy. Cầy hấp lá nếp. Anh em rất thơm. Cái nước này. Đấy. Ôi, cái mùi nó thơm. Đấy. Cái này mình phải đảo lên. Thì cái nước gia vị ở phía dưới nó mới ngấm nó. Cái này có mắm tôm không anh? Có đấy. Cũng không thể thiếu được. Đây. Mỗi anh em bát mắm tôm đi, đưa cho anh em bát nhé. Mắm tôm này có cho ít rượu không anh? Anh cho hết rồi. À cho đủ hết rồi đúng không? Đầy đủ hết rồi, gia vị cái thứ bây giờ chỉ có khuấy nó lên đánh. Cái mắm. Đánh sầu bọt đây là được. Nhiều mắm tôm, tôm này nó dậy mùi ấy. Rồi, mỗi người bát nha. Rồi. Đấy, hai anh em tôi quánh xem là ai ra bọt, xui bọt trước. Tôi khoái nhất là thêm tí rượu trắng. Rất thơm. Đã là sơn mấy cái món mà liên quan đến cái đồ này là phải có cái món này. Thơm thật. Rồi, mời anh em nhá, mời nhà. Ủa cái này đúng như ba chỉ này. Anh Hưng ra đòn trước đi. Dạ. Ok à, xem là tay nghề của mình nó đi lên đi xuống. Mời nhà. Mắm thơm, mỏ nó giòn. Được không em? Được em. Em là canh nhá. Đấy. Làm miếng to luôn. Miếng hồn. Nhà em là canh ấy kìa. Tôm rất là thơm ạ. Quá ngọt luôn ạ. Cái này là phải làm mà liên tiếp phải lấy chùy nhỉ. Đấy, anh phải làm miếng đôi như này. Rồi, đá anh hùng. Ăn kẹp díp. Lá mơ nha anh nhá. Có, cho anh tí lá mơ đây. Đấy, mình lấy ra chơi ngấp đấy. Kẹp díp này. Đấy.
Vâng, giờ này có vẻ đầu hơi bạc rồi. Bạc quá chuột. Hay đi nhuộm lại cái tỏ vào tóc đi chứ. Anh thì tóc rất là nhanh dài nên không ai nhuộm. À thế à? Tiết kiệm chi phí. Tiết kiệm này. Không cả anh này nó phải có tí là mơ. Đúng rồi. Phải có cả cái này này. Em. Nhà hàng mình thường mở cửa từ mấy giờ mấy giờ? Anh thì sáng là anh có những cái đoàn tour mà du lịch là anh mở từ 5 giờ sáng cho đến giờ đóng cửa của anh, dụ tùy khách mà muộn thì bọn anh tới tận 12 giờ cơ. Đấy, nên là có nghĩa là mình cứ phục vụ đến khi đúng nào rồi. Hết khách thì thôi. Khi nào khách hài lòng đến lúc nào khách chán khách về thì anh mới nghỉ. Đấy, hôm nay là anh cứ xác định đi là anh em mình đu đưa đến lúc nào chán thì về. Chán thì về. Vì lâu hôm qua Sơn La. Không say không về. Anh em. Chứ là anh Hưng mới ảnh bảo xa là con cá phải ngang sumo. Đúng rồi. Không tin được ngang sumo ăn được 5 bát phở đúng không? 5 bát, 6 bát đấy. Ngang 6 bát. Không ăn 6 bát đấy. Khuyến mãi cho anh 1 bát. Khuyến mãi 1 bát chẳng trứng hay kê. Nói chung là Nga là đỉnh cao về. Nhưng mà anh em không chưa gặp thì thôi, nhưng mà Nga là đỉnh cao bậc gọi là bậc thánh rồi chứ không thánh rồi chứ không phải nói thầy nữa. Đâu anh em làm thì cái món ăn đấy đi. Món ăn nóng mới ngon. Nóng. Riêng cái đồ này là phải thật nóng ăn nó mới đã. Này cũng cho mắm tôm rồi. Đúng rồi, cho mắm tôm. À. Mời anh em. Con nhím này là mấy cân đấy? Con này 8 cân em ạ. Nhím này to này. Rất là ngon. Khách ở đến đây là thời điểm này là các bạn là rất là đông luôn. Hai vợ chồng ngồi đây nhưng mà gọi là đang rất xuân ruột. Phun hết rồi. Phun hết rồi. Phun hết rồi. Khách khách của anh từ nãy giờ ra liên tục rồi mà không nhận được. Dạ mà với cái phòng VIP này ngồi yên tĩnh rồi. Ok. Nói chung là trên này anh phục vụ đa số là bà con nội địa là chính. Vâng. Nên là chủ yếu là đòi hỏi sự cầu kỳ. Đây. Đây là còn cho anh cánh hấp rồi. Cánh hấp. Thấy anh em không? Đây là học gian mình đấy. Đây, mời tráng sĩ review cho mọi người xem nào. Đây, cái này thì cũng có thể ăn như nào? Ăn với cả lá mơ. Đầu tiên là đầu tiên thì không có gì trước đã. Đây. Ok đấy. Mời các anh nhé. Nó xả thơm. Quá thơm mà. Ơ là phải ăn cả cá quả anh em ạ. Bữa lần về mà đi qua đây là yên tâm luôn. Không biết là anh có qua Sapa không? Anh có, hôm nay em đang đi Ả Rập. Đi Dubai. Dubai. Hôm nay em đi Dubai. Thì không xem ngày xem giờ nhỉ? Biết hay là thằng em đi Dubai mà em không ở lại nhà tiếp đón anh được, mà thông cảm. Trời đấy, em đi rồi đấy. Đây. Rồi là phải ăn kèm với cái lá mơ. Từ đây mà từ nhà hàng mình mà ra cho nhà tù Sơn La có xa không? Từ đây mà đi sang nhà tù Sơn La thì nó vào tầm khoảng độ 800 mét.
800 mét trung tâm hết rồi đúng không? Đúng rồi, 800 mét lên nhà tù rồi ra quảng trường đây thì tầm khoảng 500 mét ra đến quảng trường. Em mang xin phép ở dưới mấy anh nhé. Ngon. Cái hấp rồi đi. Dùng đẹp. Đây này, món này ngon này. Vừa đây em pem cái miếng kia mà sao mà nó ngon thế. Cặp nách đấy. Đây, cứ phải chơi miếng này. Đúng rồi. Chán đấy. Hai đen. Hôm nay coi như ngày hôm nay đông khách nhưng mà dành thời gian cho pem để review cái món ngon nhá. Thịt lợn. Chấm cái mắm tôm luôn. Chấm mắm tôm. Nói chung là anh em Tây Bắc thường là cái gì cứ nói về rừng là cứ hay phải mắm tôm. Tôi là hôm nào phải hướng dẫn cho ông Hưng thì ông làm một kênh YouTube nhưng mà nhìn rất ngon miệng mà lại còn có nghiệp vụ đó, nghĩa là đầu bếp nữa đúng không? Em cho đi. Giòn, cái da của nó rất là giòn. Thui thơm. Thường có nhiều cơ sở là người ta không thui thơm. Đó. Người ta dùng bằng kho bằng ga. Nhưng mà đây là nhà là lúc nào phải dùng bằng dơm nếp. Dơm là dơm nếp đầu mùa. Rất thơm. Sắp tới là các em ở nhà em là sẽ tổ chức một hiệp hội du lịch, hiệp hội đầu bếp ở Sapa. Người ta đang tổ chức Sapa đó. Để anh em mời các tỉnh vương giao lưu. Ok. Nhà hôm đấy hy vọng là sẽ gặp các anh. Và hôm đấy sẽ có những cuộc thi. Em là tài trợ Kim Cương. Anh em nào nhất tặng luôn Kim Cương. Nhà tài trợ Kim Cương. Nửa tỷ. Đúng rồi. Nhưng mà tiền Zimbabwe đấy. Chào đi. Dùng đi em. Đó. Ngon lắm. Đây là cái măng này gọi là măng này là măng măng vầu đấy. Vầu. Nhiều nơi thì gọi là măng một vầu. Cái nơi gọi là măng sạch. Còn nơi gọi là măng trúc. Không, măng trúc thì nó nhỏ hơn. Trúc nhỏ hơn đúng không? Trúc nhỏ hơn. Nó gần như cái dòng măng lay, măng trúc, măng vầu. Đây, loại măng này thì đặc biệt là người đồng bào trên Tây Bắc này lại chấm là chấm chấm chéo lắm. Đấy, em thấy không? Thần thánh của Hải Sapa đấy. Bữa làm tiêu thụ cho bà con biết bao nhiêu chấm chéo lùa. Không chấm chéo em làm thôi. Ngon thử chưa? Chấm quả các thứ ngon. Măng ngon. Măng này mình bán là bao tiền đĩa đây? Măng này thường bọn anh đang bán nó tầm khoảng độ 60.000. 60.000 đĩa to này luôn á. Bán này cho nó vui rồi. Nó dự cái măng này thêm thắt cho bà con ăn khai vị mà. Sao anh không mua nhiều anh luộc không? Anh mang gửi đi Hà Nội cũng được mà. Có đấy chứ. Anh vẫn gửi. Cái này thì nó chỉ chớp nhoáng rồi tầm một tháng thôi. À thế à? Thường mang anh gửi về như em. Anh em là muốn mua lại mang này. Liên hệ với bà chủ. Số điện thoại bao nhiêu? Số điện thoại em là 0964511333. Anh chị em muốn lên có cái nhu cầu mua thực phẩm các thứ đi. Rất là ngọt đấy, mang này. Nó vào đúng mùa ấy. Vâng. Chứ không phải để bóc này ăn mới sướng này. Chứ còn mình bóc sẵn rồi ăn lại không thích. Bóc sẵn là nó khô, mất nước. Cứ phải thế này. Giòn, thơm. Sần sật. Nơ thấy biết chứ. Hôm nay là bà chủ hơi bận đấy. Này, gà ngon chưa? Anh em, gà đúng nhiều gà trên bảng. Gà chạy đôi đấy chứ không phải chạy bộ đấy. Gà này buổi sáng là chạy lên thể thao đấy. Trên cây. À chạy lên cây. Nằm trên cây. Tối ngủ nằm trên cây rồi. Đây. Mời người đẹp. Mời tráng sĩ. Ôi em mình vào cái đùi nhé.
Ừ. Này về chậm chéo khô. Anh nghe sao trước đi. Đây rồi. À, muối chanh. Ôi trời. Có vẻ nghiên cứu rất kỹ sau ăn gì mà. Chú nhận xét là chất lượng là rất là sai. Nhận xét hàng này đúng là hàng ngủ trên cây. Hàng này muốn ăn nào phải bắt từ tối này. Đúng không? Chứ còn nếu hôm sau mà tháng không bắt được. Khi mà bắt đầu có con gà nó đi chơi rồi không bắt được đấy. Bắt nào được? Bao nhiêu chim ạ? Vì em chẩm chéo tê tê cay cay. Ngon. Cháu anh mới lớn rồi. Anh được 3 cháu rồi. Cháu lớn nhà anh đâu? Ai? Anh thằng lớn là nam. Đứa thứ hai là nữ. Đứa thứ ba là nam. Đấy. Anh à, đẹp luôn. Ừ. Giống nhà em 2225 rồi nữ. Cũng biết đẻ đấy chứ nhỉ? Em học anh. À, chúc mừng anh em mình. Rồi. Có điểm giống nhau. Cả nếp và thẻ. À. Nhà hàng này là tọa lạc ngay ở bên suối nên là có rất nhiều không gian. Nếu anh em cần phòng VIP thì có thể là lên cái phòng như này ngồi trò chuyện, hoặc là thích những cái không gian mà thoáng ngoài trời hoặc là public. Đúng rồi, có không gian ngoài trời. Có không gian số đông ngoài trời. Chợ bê chén ở đây nhá. Rượu ngon. Tí số tính tiền nữa. Tính tiền chuẩn anh ạ. Tí nữa lại miễn phí hết. Có cái đĩa kia là đĩa gì đấy? Đĩa 33. 33 suối nhá. Nói thật 33 thì thường là ở đâu có 33. Thế nhưng mà 33 trên này là con 33 ở suối. Đấy. Nó rất là thơm, ngọt, thơm. Đây. Ok ok. Con này là chấm gì anh nhỉ? 33 thì cũng muối tiêu. Muối tiêu. Muối tiêu chay. Mời anh em nhé. 33 này là rang muối. Ở ngoài thì rất giòn. Đây được tẩm bước gia vị rồi. Đúng rồi. Ngoài thì nó giòn mà trong nó rất là ngậy. Ngoài giòn đến bên bên, trong là mềm. Miếng nhéo phải miếng gân hơi dai. Hàng suối. Đâu. Muối mà ngon không như hàng dưa chuối. Đúng rồi. Anh em vào đây mà muốn đặt tiệc, muốn đặt ăn cái gì thì cứ alo trước. Chứ nhanh chứ có cái gì thì sẽ báo là có cái đấy. Đúng rồi. Không có gì cố định cả. Chính xác. Nó theo mùa. Đấy, nó theo mùa hết. Nó theo mùa chứ không phải bảo là hôm nay là có thú rừng hoặc có hải sản. Cứ khách hàng nào mà có nhu cầu gì, nếu mà cần cái cầu kỳ thì có phải đặt trước. Nhưng mà sao anh lại lấy tên là nhà hàng Đồi Châu? Nhà hàng Đồi Châu, khi bắt đầu anh lên đây là anh mở ở khu vực Đồi Châu. Đồi Châu nó là một cái địa danh. Dạ. Địa danh Đồi Châu. Đồi Châu, Đồi Pháo ngày xưa. À. Đúng không? Em lại tưởng là ngày xưa anh làm món từ Châu. Không không, Châu này là Châu, Châu, Châu Mộc Châu. Châu CH. Đúng rồi, Châu Mộc Châu, Châu Thuận Châu. Chứ không phải Châu TR. Đúng rồi. Châu Thịu đây. Làm mấy quại về ngủ mà. Thấy ở đây là có một bát canh rất là ngon. Canh này phải canh xương bò không anh? Không, canh này là xương của con nhím. Đấy. À, thế à. Mà trên riêng về Tây Bắc này thì lúc nào người ta phải nấu với một cái lá chua, một vị lá rừng. Đấy, rất là thanh mát, giải nhiệt trong mùa hè. Lá này lá, thật, gọi là lá gì anh? Lá này là lá, nói chung là mỗi một địa phương người ta gọi một tên. Ở trên Sơn La thì người ta gọi là lá von vén. Còn là lá lồm à? Lá sổm lôm. Sổm lôm. Sổm lôm. Sổm lôm, lá von vén. Và như ở Hòa Bình thì người ta gọi là lá vén. Lá nồm. Lá nồm. Đấy. Anh em đọc chuẩn. Đấy đấy. Lá nồm. Ôi, là ăn bát canh này, tỉnh rồi anh ạ. Rất chua chua, thanh thanh. Đó. Châm dịu chưa? Anh em mình làm chuyện đi. Không phải là
về đây mà được anh chị tiếp đón chú đáo quá. Hy vọng là có dịp là lên Sapa, trân trọng mời chị qua. Ok em. Anh em nào muốn đặt ăn ở đây thì alo vào số hotline, số thoại bao nhiêu đây, nhỉ? Số điện thoại là 09645-22333. Vâng. 09645-22333 và 09645-11333 là... Anh em cứ lấy mật khẩu Sapa TV. Auto là được... miễn phí. À quên. Miễn phí cái gì anh nhỉ? Nước nào mà? Được giảm 50%. À 5%. À anh hôm nay uống bữa chén mà. Hơi nghịu, hơi nghịu, hơi nghịu. Hơi nghịu. Anh em đến đây ăn. Cứ lấy mật khẩu Sapa TV được auto giảm 5%. 5% cái tổng hóa đơn. Tổng hóa đơn. Muốn làm tổng hóa đơn. Đúng rồi. Giảm cái cơ hình. Xin đợi và cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp. Bye bye cả nhà nhé. Của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.